Em chào các anh chị, chúng ta bắt đầu đọc kinh khai mạc ạ. Xin mời cùng đứng. Nếu mà ai đau khớp quá thì có thể đứng một chục rồi sau mấy chục sau ngồi cũng được. Nhưng mà ai có khả năng có thể đứng thì chúng ta nên đứng ạ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần Thiên Liên Sa Lang vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tinh cây Đức Chúa Trời và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dây dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin hãy mở môi con. Lạy Thiên Chúa, xin lưu tâm giúp đỡ con. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Năm sự vui. Thứ nhất, Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ.
sáng dành Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Thứ hai, Đức Bà Divin Bà Thánh Isave. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chư cám dỗ, nhưng kêu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Thứ ba, Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Là...
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Thứ bốn Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chưa cam dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội
khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Thứ năm, Đức Bà tìm đặng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con trao e bà ở Chúa đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn bà thương. Ôi, bà là Chúa hầu chúng con. Xin nghe mắt thương xem chúng con, để xa khỏi đời xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi, khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Lạy Đức Thánh Chúa Trời xin cầu cho chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Cha, con một Cha đã sắm sẵn cho chúng con phần thương cứu rỗi đời đời. Bởi công người đã sống, đã chết và đã sống lại. Nay chúng con kính nhớ các bầu nhiệm ấy trong phép rước thánh môi khôi Đức Trinh Nữ Maria. Thì xin Cha ban cho chúng con được bác trước gương lành, tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được lãnh phần thương hứa ban nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Trái tim cực thánh Đức Chúa Giêsu, trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Bà Maria, Thánh Giuse, Thánh Gioan, Thánh Luy Maria Montfort, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Dạ, con là Maria Teresa Minh Ngọc. Con là Anton Jose Tấn Tài. Chúng con xin kính chào quý cha linh giám, quý tu sĩ, quý khách và quý anh chị hội viên Legio Maria đang hiện diện trong khán phòng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ông Phan Đức sinh ngày 7 tháng 6 năm 1889 tại Dublin, nước Ireland, hay còn gọi là Ái Nhĩ Lan. Ông là một tông đồ giáo dân đã sáng lập Legio Maria vào năm 1921. Và hiện nay, hội Legio Maria của chúng ta đã có khoảng hơn 3 triệu hội viên chính thức và hơn 20 triệu hội viên tán trợ. Và giờ đây, chúng con xin kính mời quý cha, quý tu sĩ, quý khách và quý anh chị cùng với chúng con theo dõi về cuộc đời của đấng sáng lập và hoa trái của Legio trong hơn 100 năm qua. Cuộc đời và sự nghiệp của Ngài Phan Đức, đấng sáng lập Legio Maria,
Tôi chúa chúa Phan Đức sinh tại Dublin, thủ đô nước Cộng hòa Ái Nghĩa Lan, ngày 7 tháng 6 năm 1889. Năm 1908, lúc được 18 tuổi, ngài làm công chức trong Bộ Tài chính. Đến năm 1913, ngài gia nhập Hội Bác ái Thánh Vincent Paulo. Là hội viên, ngài đã nhận ra Chúa Kitô và tôn vinh danh ngài nơi mỗi người trong họ. Năm 1916, ngài xuất bản tập sách nhỏ đầu tay với nhan đề Chúng ta có thể nên thánh được không? Năm 1917, ngài được đọc khảo luận của Thánh Louis Maria de Montfort về lòng sùng kính đức thực đối với Đức Mẹ Maria. Ngày 7 tháng 9 năm 1921, cùng với một nhóm phụ nữ công giáo và cha Michael Toher thuộc Tổng giáo phận Dublin, ngài Phan Đức thành lập Legio Maria với đơn vị Presidium mang thánh hiệu Đức Mẹ Từ Bi, nhằm phát triển đời sống tâm linh cho các hội viên và nhờ Mẹ Maria thúc đẩy để triều đại của Chúa Kitô mau đến. I'm thinking over the name, and there is in my room at home a very beautiful picture of Our Lady, and I stood in front of that looking at her, and into my mind came the Legion of Mary. Ngày 6 tháng 1 năm 1965, Đức Phaolô VI đã mời ngài Phan Đức tham dự công đồng Vatican II với tư cách là quan sát viên giáo dân, đồng thời biểu dương Legio Maria là một khí cụ khiếm hiệu lạ lùng trong công trình xây dựng và mở mang vương quốc Thiên Chúa. Ngài Phan Đức có lòng sùng kính thánh tâm của Chúa Giêsu và ghi nhớ lời Chúa Giêsu nói qua thánh nữ Maria Margarita: Hãy nhìn xem trái tim cha, trái tim yêu thương con người quá bội, không tiếc sự gì cho đến tiêu hao kiệt quệ, phải đền tạ trái tim thánh vì những xúc phạm của loài người. Cha hứa với con rằng trái tim sẽ rộng mở để tràn đổ muôn ơn vàng phúc trên những kẻ tôn kính trái tim cha. That the Vatican Council number 2 represents an act of faith in the Legion of Mary. That's the great success of the Legion. It's mobilization of those people of the world who would have been deemed unfit for apostleship. And that's what Pope Paul said. What I like, he says, most about the Legion of Mary is that it knows how to use. Ngày 7 tháng 11 năm 1980, ngài Phan Đức an nghỉ trong Chúa. Vào tháng 7 năm 1996, ngài được tuyên phong là tôi tớ Chúa. To be of great service to the church. Consider Nigeria, where the Legion has been pivotal in allowing the church to grow since the 90s. Hội Legio Maria tiếp tục hoạt động tông đồ trong giáo hội, đặc biệt tại những vùng xa xôi hẻo lánh trên thế giới. Nhờ những cuộc thăm viếng và tiếp xúc tại các gia đình mà các hội viên tiếp bước ngài Phan Đức, đấng sáng lập đạo binh Đức Mẹ. Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2014, Đức Giám mục Joseph Clement, thư ký Hội đồng Giáo hoàng về giáo dân của Tòa thánh Vatican, đã trao sắc lệnh công nhận hội Legio Maria tại Roma. Legionaries can help them find spiritual comfort. And they need someone who will meet them in terms of one-to-one. The priest can meet them, yes, 3,000 in front of him on Sunday. But it's not the same when it's one-to-one. And a fellow Christian that they know, who is not reverend anybody, he's just Mr. or Miss or Mrs. The witness value there is powerful. Hội Legio Maria được nhìn nhận là một tổ chức giáo dân quốc tế có tư cách pháp nhân và thủ bản được phê duyệt. Hiện nay, Legio Maria hiện diện trong hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới, có hơn 3 triệu hội viên hoạt động và các hội viên tán trợ đông hơn số đó rất nhiều. Những việc mà ngài Phan Đức đã thực hiện vượt ngoài những gì chúng ta có thể hiểu được. Khi bạn có được cơ hội và một chút sức lực nhỏ nhoi của mình để phát triển, thì bạn sẽ rất ngạc nhiên là chính kinh nghiệm sống thường ngày của bạn sẽ nên vững mạnh biết chừng nào. Thank you.
lịch sử hình thành Legio Mariae Việt Nam. Giáo hội Việt Nam được vinh dự tiếp nhận tổ chức Legio Mariae lần đầu tiên cách đây 75 năm vào ngày 26 tháng 10 năm 1947 nhằm ngày lễ Chúa Kitô Vua tại Giáo xứ Hàm Long thuộc Tổng giáo phận Hà Nội theo thư chung số 8 của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê đấng thiết lập Legio Mariae tại Việt Nam. Phiên xung đầu tiên mang thánh hiệu Đức Mẹ lên trời chỉ với 4 hội viên và cha sở Trịnh Như Khuê. Ngày 15 tháng 4 năm 1954, Legio Mariae được nâng cấp thành Curia và ngày 21 tháng 3 năm 2005, tiếp tục được nâng cấp thành Commissum Hà Nội. Không dừng lại việc phát triển mạnh, đến ngày 14 tháng 6 năm 2014, thì Legio Mariae Hà Nội được nâng cấp thành Regia, bao gồm 4 giáo phận Hà Nội, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh và Phát Diệm. Tại Tổng giáo phận Huế, Regium tên khởi Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave được thành lập ngày 4 tháng 11 năm 1951. Ngày 7 tháng 10 năm 1954, nâng cấp thành Curia và nâng cấp thành Commissum ngày 15 tháng 8 năm 1997. Ở giáo phận Sài Gòn, Regium Đức Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa đầu tiên được thành lập ngày 27 tháng 6 năm 1954 tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Một năm sau, ngày 4 tháng 10 năm 1955, Curia được thành lập và 2 năm sau, ngày 4 tháng 8 năm 1957, Curia nâng cấp thành Commissum. Chỉ sau 3 năm, ngày 1 tháng 5 năm 1960, Commissum Sài Gòn nâng cấp thành Hội đồng Toàn quốc, Hội đồng Senatus Việt Nam. Cha Linh Giám tiên khởi là Linh Mục Giuse Phạm Văn Thiên, sau là Giám Mục Giáo phận Phú Cường năm 1965. Thời kỳ phát triển năm 1947 đến năm 1975 tại miền Bắc, hoạt động đến năm 1954 thì dừng sinh hoạt. Tại miền Trung và miền Nam với hai kỳ tổ chức đại hội, ngày 7 tháng 7 năm 1957 và ngày 8 tháng 10 năm 1960. Thời kỳ ngưng hoạt động 1975 đến năm 1990. Sau năm 1975 đến 1990, đất nước thống nhất, lúc này kinh tế khó khăn, tôn giáo còn bị hạn chế vì chế độ chính trị. Thời kỳ hồi sinh, ngày 2 tháng 10 năm 1990, ngày tái lập Senatus Sài Gòn, niềm vui lớn cho đàn con cái của mẹ. Thời kỳ củng cố và phát triển, mặc dù gặp nhiều trở ngại về mọi mặt, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng với sự dìu dắt và nâng đỡ của cha Linh Giám Irene Nguyễn Thanh Minh đã tiếp nối cho cha phó Linh Giám Phêrô Trần Văn Thông, ngày mất năm 1991. Đến năm 1997, Đức Giám quản Nicholas Huỳnh Văn Nghi bổ nhiệm cho Phêrô Nguyễn Công Danh làm Linh Giám Senatus, một giai đoạn phát triển mới cho đoàn Legio Mariae là nối kết miền Bắc và đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ trong phạm vi trong nước mà Legio được phát triển sang đất nước bạn là Lào và Campuchia. Năm 2015, Chúa gọi cha Phêrô về với Ngài, nên đến năm 2016, Đức Tổng Phaolô cử cha Linh Giám Anton Nguyễn Đình Thục phụ trách Linh Giám Senatus Việt Nam cho đến nay. Hồng Ân nối tiếp Hồng Ân, Legio Mariae hiện nay đã được hiện diện đủ 27 giáo phận của 3 giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Sài Gòn, lần lượt với hai kỳ đại hội được mở ra vào tháng 5 năm 2015 và tháng 10 năm 2019 đã đưa ra chiều hướng hợp nhất để hiệp thông với nhau. Nhìn lại những bước đường thử thách đã qua, gia đình Legio Mariae Việt Nam chúng con không chỉ tri ân các vị tiền nhiệm mà chúng con cần phải đáp lại lời mời gọi của mẹ giáo hội là rèn luyện đời sống tông đồ tích cực hơn nữa, cố gắng thánh hóa bản thân để sống tốt với đồng đội, với gia đình, với tha nhân, luôn luôn tâm niệm hàng ngày nhờ mẹ đến với Chúa.
Hội viên Lesio là ngọn đèn thắp sáng niềm tin, đưa các linh hồn quay trở về với cha nhân hiền. Hạt mầm lời Chúa sinh sôi từ người tôi tớ Phan Đức đã hình thành nên Lesio Maria Việt Nam, với lời bài hát rất ý nghĩa và sâu sắc của nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành, đã nói lên tâm tình của tất cả hội viên chúng con muốn dâng lên Chúa và mẹ Maria. Xin mời quý cha, quý tu sĩ, quý khách, quý anh chị cùng ban thường trực chúng em đến với bài hát Ngọn Đèn Sáng Mãi. Thank you.
nơi kinh quan cuối là đồng lương của các hội viên. Đi khắp thôn làng gieo lời Chúa lên cho mọi người, hằng ngày đi lễ xin năm cầu nguyện linh lý ngày đêm. Mẹ hằng ngày đưa con công tác gần xa, chúc cười thân ai chuyên môi cho đi không đói biết đáp giữ danh đoàn con của Đức Maria. Của Lê Do không phải là tiền bạc nhưng đi phục vụ công đồ. Sự giàu có của Lê Do dùng vinh Đức Maria mẹ đưa ra được Chúa. Sự giàu có của Lê Do không phải là tiền bạc nhưng đi phục vụ công đồ. Sự giàu có của Lê Do con xin cảm ơn nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành cùng đại diện ban thường trực Hội đồng Senatus Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 8 tháng 9, giáo hội dành riêng ngày này để mừng kính sinh nhật Đức Mẹ. Và giờ đây, chúng ta hãy cùng đến với các bạn Legio trẻ để mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ đã sinh ra, mắt trời.
soi đường đeo chính là đức Kitô đấng cứu độ chân gian nhờ mẹ con phần ngàn người can gật vang chưa thành giai điều thánh ân chính nhờ mẹ cứu mang đấng chuộc tội cho nhân gian thần trời đang cao mừng vui mừng sinh nhật mẹ Maria cũng vương tôi nhớ tình nguyện lúc đầu thai thiên thần tôn kính vì lòng mẹ đã sinh ra mặt trời soi đường đeo chính là đức Kitô đấng cứu độ chân gian nhờ mẹ con phần con đường yêu
gặp nhau cùng chung hướng đến an vui. Chấp nhận nhau dù khác biệt nhau để không còn xa đi. Sống cần nhau và sống vì nhau, giúp nhau qua khổ đau. Giờ đây chúng con xin kính mời quý cha di chuyển mặc lễ phục để chuẩn bị dâng thánh lễ. Trong thời gian chuẩn bị thánh lễ, quý anh chị nào thật cần thiết có thể ra ngoài và chuẩn bị và nhanh chóng quay trở vào cho kịp giờ lễ. Chúng em xin cảm ơn. Dạ, em xin mời các đoàn tập hát cho cộng đoàn ạ. Con xin kính chào cộng đoàn. Để chuẩn bị cho thánh lễ thêm phần sốt sắng, xin mời cộng đoàn cùng ôn một số bài hát trong thánh lễ. Xin cộng đoàn mở sách trang số 2, bài ca nhập lễ về nơi đây. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa qua bao tháng năm mong chờ.
rực niềm tin, với ánh mắt đồng lời nguyện xin, chúng con dâng muôn ngàn y tình. Từng lời kinh hay từng cuộc sống, cùng hòa chung trong tình hiệp nhất, nguyện dâng lên Thiên Chúa tình yêu. Bài hát này đã khá quen thuộc rồi, cho nên con xin kính mời cộng đoàn cùng hát chung với con luôn ạ. Hai ba mời chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa, thỏa lòng con ước mơ. Với tiếng hát trao được niềm tin, với ánh mắt đồng lời nguyện xin, chúng con dâng muôn ngàn y tình. Từng lời kinh hay từng cuộc sống, cùng hòa chung trong tình hiệp nhất, nguyện dâng lên Thiên Chúa tình yêu. Dạ, con xin cảm ơn cộng đoàn. Con xin phép sang bài Linh Hồn Tôi Năm. Tạ ơn Chúa, bế mạc năm hồng ân, 100 năm Lezo Maria hiện diện trên thế giới. Ngày Maria cất tiếng khóc chào đời, thế giới và vũ trụ như được đổi mới. Với tiếng khóc đầu đời, mẹ đã mang lại cho loài người một luồng sinh khí mới. Quả thật, nếu Thiên Chúa không yêu thương loài người, không cứu vớt con người, thì nhân loại luôn ở trong âm u tội lỗi. Ngày sinh nhật của mẹ đã khai mở lời hứa của Thiên Chúa. Mẹ là nữ tử Sion, là hy vọng của nhân loại. Mẹ ra đời để làm mẹ đấng cứu thế. Có cuộc sinh nhật của mẹ mới có sự ra đời của Đức Giêsu. Có Đức Giêsu mới có đấng cứu độ chúng ta. Như vậy, ngày sinh nhật của mẹ đã được đặt vào mầu nhiệm nhập thể cứu độ. Mẹ như sao mai dẫn lối đưa đường, mẹ chính là hừng đông, là ánh bình minh, báo trước mặt trời công chính là Đức Giêsu Kitô. Ngày lễ sinh nhật của mẹ năm nay, chúng con cùng nhìn lên mẹ, cùng tạ ơn Chúa với mẹ, vì cũng là ngày mẹ sinh ra hội đoàn Lezo Maria được tròn 100 tuổi. Trong niềm vui cảm tạ tri ân Chúa và mẹ hiền vô nhiễm, 100 năm qua trên thế giới và nhất là tại Việt Nam, hội đoàn Lezo Maria đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nhưng mẹ vẫn luôn đồng hành với từng bước đi của từng hội viên, để mẹ luôn che chở và nâng đỡ cho hội đoàn Lezo khắp nơi, vẫn được từng bước phát triển vững bền như ngày hôm nay. Mỗi người hội viên luôn nhìn lên mẹ, noi gương bắt chước mẹ, vì mẹ đã khai mạc công cuộc truyền giáo của giáo hội, mà người hội viên Lezo đã lấy làm mẫu mực chuẩn xác cho hoạt động tông đồ, chỉ để làm vinh danh Chúa hơn. Giờ đây, đại gia đình Lezo Maria, chúng ta cùng nhau trước tôn nhan mẹ, chiêm ngắm mẹ và dâng lên mẹ tất cả tấm lòng với tình con thảo, để cùng mẹ tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn phước mà Thiên Chúa đã ban cho nơi các hội viên Lezo và những người liên hệ trong suốt 100 năm qua. Trong ý nghĩa ấy, kính mời cộng đoàn cùng đứng đón đoàn đồng tế
và hân hoan hát bài ca nhập lễ. Thánh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Xin kính chào quý cha linh giám và toàn thể anh chị em trong Lejo Marie. Ngày hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây trong bầu không khí đặc biệt. Năm ngoái chúng ta đã khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm 100 năm ngày khai sinh Lejo Marie, nhưng trong sự âm thầm vì giãn cách xã hội do đại dịch Covid. Và trong suốt một năm qua, chúng ta đã cử hành các biến cố của năm thánh. Ngày hôm nay, chúng ta kết thúc năm thánh với thánh lễ tạ ơn này. Tạ ơn Chúa vì 100 năm thành lập Lejo Marie trên toàn thế giới, cũng như 75 năm Lejo Marie hiện diện trên đất nước Việt Nam này. Biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban xuống cho chúng ta. Biết bao nhiêu lời Chúa đã được công bố lên trong các phiên hội. Biết bao nhiêu chẳng hạn mân côi đã dâng lên Chúa qua sự từ mẫu của Đức Mẹ Maria. Biết bao nhiêu những cuộc viếng thăm tông đồ. Biết bao nhiêu ơn sủng Chúa đã ban cho các hội viên Lejo Marie cũng như cho hội thánh địa phương. Chúng ta tạ ơn Chúa về tất cả các hậu ân ấy. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay kết thúc năm thánh, nguyện xin cho những hoạt động tông đồ cũng như tinh thần Lejo Marie được sống dậy mạnh mẽ nơi mỗi người chúng ta. Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ, theo gương của Đức Mẹ, xin Chúa ban cho từng hội viên của chúng ta được đầy tràn ơn Chúa, đầy Chúa trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Được noi gương Đức Mẹ, chúng ta lắng nghe lời Chúa và thực hành lời Chúa trong đời sống của chính bản thân mình. Được noi gương Đức Mẹ, hăng say nhiệt thành đem Chúa đến cho tất cả các anh chị em xung quanh chúng ta. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta sẽ được lãnh nhận phép lành tòa thánh. Chính vì thế, giờ phút này tất cả chúng ta hiện diện nơi đây cũng như anh chị em ở nơi xa không thể tham dự thánh lễ được nhưng đang hiệp thông sốt sắng với thánh lễ này. Chúng ta thành tâm ăn năn thống hối tội lỗi và với quyết tâm dứt khoát khỏi mọi dính bén với tội lỗi, quyết tâm nên thánh để chúng ta xứng đáng được lãnh nhận những hồng ân của Chúa, ơn toàn xá phát xuất từ công nghiệp của Chúa Giêsu và từ kho tàng ơn thánh của hội thánh.
Ngày hôm nay cũng là ngày kỷ niệm tôi được thụ phong giám mục 13 năm. Xin anh chị em cũng hợp ý cầu nguyện để tạ ơn Chúa. Xin Chúa cho tôi cũng được trở thành một người môn đệ của Chúa và nhiệt tâm, hăng say làm những công việc mà Chúa trao phó, chu toàn sứ vụ của mình trong niềm tin tưởng nơi sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria. Giờ đây tất cả chúng ta hãy thành tâm ăn năn thống hối. Tôi thưa nhà ơn cùng Thiên Chúa toàn năng. Khấn cầu và công nghiệp của Đức Maria trọn đời đồng trinh, của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và của toàn thể các thánh, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót ban cho anh chị em thời gian ăn năn tối thần, làm việc đền tôi có kết quả, được lòng biết luôn luôn xa môi và cai đối đời sống, được kiên vững làm các việc lành. Và khi đã tha thứ mọi tội lỗi cho anh chị em, thì xin người dẫn đưa anh chị em vào cõi trường sinh. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, ngày sinh nhật của Đức Giêsu Con Một Chúa, Chúa đã mở đầu kỷ nguyên cứu độ, thì hôm nay ngày sinh nhật của Thánh Mẫu Người, xin Chúa cũng rộng ban muôn phúc lộc và cho chúng con hưởng bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Mika, Đức Chúa đã phán, từ nơi mảnh đất nhỏ Bethlehem sẽ xuất hiện một vị có sứ mạng thống lĩnh Israel. Vị này sẽ đưa con cái Israel bước sang một thời đại mới, thời đại của Đức Chúa, thời của hòa bình. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Mika. Đức Chúa phán thế này: Phần ngươi, hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giuđa, từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lĩnh Israel. Nguồn gốc của người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Vì thế Đức Chúa sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời người sản phụ sinh con. Bấy giờ, những anh em sống sót của người còn đó sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa, vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của người, mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp. Vì bấy giờ quyền lực người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. Chính người sẽ đem lại hòa bình. Đó là lời triệt hạ kẻ cao sang thế lực
và nâng cao ai biết khiêm nhường. Linh hồn tôi dâng lời ngợi khen Thiên Chúa, lòng mừng vui trong suối cứu độ. Ôi từ đây muôn người gọi tôi riêng hồn vì người. Bao lũ giàu sang đuổi về tay không, bao kẻ nghèo hèn bán đầy hồng phúc. Lời nguyện thuở xưa xin nhớ lại, mà ra tay nâng đỡ dân người. Linh hồn tôi dâng lời ngợi khen Thiên Chúa sẽ làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến người, và những ai người đã làm cho nên công chính thì người cũng cho được hưởng phúc vinh quang. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến người, tức là cho những kẻ được người kêu gọi theo như ý người định. Vì những ai người đã biết từ trước thì người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với con của người, để con của người cũng làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định thì người cũng kêu gọi, những ai người đã kêu gọi thì người cũng làm cho nên công chính, những ai người đã làm cho nên công chính thì người cũng cho hưởng phúc vinh quang. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn tiếp tục đứng chờ nhận phép lành từ Đức Tổng Giám Mục. Chúa ở cùng anh chị em. Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em nổi này. Judah ăn ở với Tamar, sinh Perez và Zerah.
Perez sinh Hezron, Hezron sinh Aram, Aram sinh Amminadab, Amminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Salmon, Salmon lấy Rahab sinh Boaz, Boaz lấy Ruth sinh Obed, Obed sinh Jesse, ông Jesse sinh David. Vua David lấy vợ ông Uriza sinh Salomon, Salomon sinh Rechab-am, Rechab-am sinh Abija, Abija sinh Asa, Aya sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziya, Uzziya sinh Jotham, Jotham sinh Achaz, Achaz sinh Chiddekiah, Chiddekiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jehoshaphat và các anh em vua này. Kế đó, lời thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jehoshaphat sinh Sanchien, Sanchien sinh Zerubbabel, Zerubbabel sinh Abihud, Abihud sinh Enjakim, Enjakim sinh Azor, Azor sinh Sadok, Sadok sinh Achia, Achin sinh Elihud, Elihud sinh Elazar, Elazar sinh Matan, Matan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngài đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ." Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: "Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, mà các bài đọc thì chẳng có câu nào nói về việc Đức Mẹ sinh ra hết, mà toàn là đọc về việc Chúa Giêsu sinh ra thôi. Thật sự ra thì khi Đức Mẹ sinh ra thì chắc cũng chẳng ai để ý gì, đâu có ai mà ngồi mà viết lịch sử, ghi vào tin nhắn, ghi vào cái sổ lưu bút như chúng ta ngày hôm nay. Đó. Rồi hơn nữa là sở dĩ Đức Mẹ mà sinh ra thì cũng không phải chỉ là vì Đức Mẹ, mà là vì Chúa Giêsu. Trọng tâm của tin mừng, cái mục tiêu của tin mừng, cái điểm đến của tin mừng là Chúa Giêsu chứ không phải Đức Mẹ. Đức Mẹ được chọn là vì Chúa Giêsu thôi. Đó. Trong bài đọc thứ nhất chúng ta thấy nói tới người sản phụ sinh con. Sở dĩ nhắc tới sản phụ là bởi vì đấng chăn dắt Israel sẽ tới, Thiên Chúa sẽ cứu độ dân người, nhưng mà phải chờ cho tới khi nào có một người sản phụ, tức là một trinh nữ sẽ sinh con, thì đó là dấu hiệu đấng cứu thế, đấng chăn dắt Israel sẽ xuất hiện.
Cho nên nhắc tới người sản phụ cũng là vì người con thôi. Rồi trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nói với chúng ta là Đức Mẹ được Thiên Chúa biết trước và được chọn là vì Chúa Giêsu. Sở dĩ Thiên Chúa muốn cho con của mình đến trong trần gian này làm đấng cứu độ, cho nên là Thiên Chúa đã chuẩn bị có một người mẹ, đã tiền định có một người mẹ. Và những ai Chúa đã tiền định, Chúa biết trước thì Chúa kêu gọi, và Chúa kêu gọi thì Chúa ban ơn công chính, và ban ơn công chính rồi thì Chúa ban cho hưởng phúc vinh quang. Biết bao nhiêu những đặc ân mà Đức Mẹ được sinh ra trong sự vô nhiễm nguyên tội, Đức Mẹ sinh ra và lớn lên trong sự đồng trinh, vân vân. Tất cả cũng là vì Đức Mẹ sẽ là mẹ của đấng cứu thế. Cho nên chúng ta thấy là tất cả là hướng về Chúa Giêsu hết. Và cái bài tin mừng hôm nay chúng ta đọc cũng là gia phả của Chúa Giêsu, chứ không phải gia phả của Đức Mẹ. Bài tin mừng ngày hôm nay giáo hội cho phép là được chọn hoặc là bài ngắn. Nhưng mà tôi nói với cha Linh Giám là cha đọc bài dài đi. Mà anh chị em nghe chắc là cũng thấy làm lạ, bởi vì trong đó có nhiều cái tên lạ hoắc. May ra thì mình biết được ông Abraham, Isaac, Jacob. Còn mấy cái tên kia thì có khi chẳng biết ông là ai, thì thôi đọc biết vậy thôi. Thưa anh chị em, các thánh sử khi viết tin mừng, đặc biệt thánh Matthew khi viết bài gia phả ngày hôm nay, nó không phải là vô nghĩa đâu. Không phải là những tên tuổi mà chúng ta thấy là tại sao cho và tuổi dài làm gì. Mà trong bản gia phả này, anh chị em thấy nó có một cái định hướng rất là rõ. Khởi đầu từ ông Abraham và cái điểm đến là Chúa Giêsu. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, là ông này sinh ông kia, ông kia, ông kia, ông kia sinh ra, và cái điểm tới là Chúa Giêsu. Thật sự đáng điểm tới là tới ông Giuse thôi, là dừng ở đó. Rồi thì ông Giuse lúc đó cái bài tin mừng cắt ngang ra, Giuse kết bạn với bà Maria đang theo hàng dọc, thì bây giờ cắt ngang ra ông Giuse kết bạn với Đức Maria. Maria thuộc một nhánh khác, cũng là con cháu Abraham nhưng mà thuộc nhánh khác. Giuse kết bạn với Maria và Đức Mẹ sinh ra Chúa Giêsu. Không nói là Giuse sinh ra Chúa Giêsu, mà Maria là sinh ra Chúa Giêsu. Chứ điểm tới là Chúa Giêsu, tất cả là vì Chúa Giêsu, tất cả là hướng tới Chúa Giêsu. Và trong cái bản gia phả này, anh chị em sẽ thấy là rất là lạ lùng lắm. Thường là chúng ta cứ nhắc tới là nhắc tới phía Nam thôi. Bên đất Do Thái cũng thế, mà Việt Nam ta cũng vậy. Cháu Đức Tôn là nhắc tới bố là con trai trưởng, chứ đâu có nhắc tới con các bà. Xin lỗi các bà, người ta không để ý các bà bao nhiêu đâu. Thế mà trong cái bản gia phả này đã nhắc tới phụ nữ, mà hay lắm, lạ lùng lắm. Trong đó có phụ nữ làm gái điếm nữa, một cô gái điếm mà được nhắc tới trong phúc âm, lạ lùng chưa. Rồi bà tổ của David lại là một người dân ngoại, đâu có phải đất nước Do Thái đâu. Bà Rút là người nước dân ngoại mà cũng được tích hợp vào trong dân Thiên Chúa. Rồi ông David thì cái đâu có phải là lấy vợ đàng hoàng đâu, có vợ đấy nhưng mà lại đi gọi là đi giao lưu với vợ của ông Uriah nữa, lấy vợ của ông Uriah làm vợ của mình, nên sinh đứa con đầu thì chết, rồi sau đó sinh ra đứa con thứ hai là Solomon. Đó. Và chúng ta thấy trong này một loạt những cái tên tuổi không có nổi danh gì hết. Tất cả những điều đó, thưa anh chị em, không phải là vô nghĩa, mà gợi lên cho chúng ta một cái điều này, là Thiên Chúa thực hiện cái lịch sử cứu độ của người. Thiên Chúa từng bước qua những chặng đường của lịch sử, qua những cái con người có thể nói là không tên, không tuổi, những con người bình thường, thì Thiên Chúa đã làm nên lịch sử cứu độ, hướng tới Giuse và hướng tới Đức Mẹ, rồi hướng tới Chúa Giêsu. Và trong những cái chuỗi tên tuổi đó có những người tầm thường. Giuse nếu mà không phải là được chọn làm cha nuôi của Chúa Giêsu thì con người tầm thường thôi, ai để ý tới đâu. Ông Jacob bố của Giuse cũng vậy, nổi danh gì đâu.
đó là những con người bình thường, những con người tầm thường. Mà tệ hơn nữa là những con người tội lỗi nữa, những con người không phải là dân riêng của Thiên Chúa nữa. Vậy thì từ bản Gia Phả này chúng ta học được cái điều gì? Tất cả anh chị em cũng như chúng tôi ngồi đây, tất cả chúng ta đều được mời gọi để làm nên lịch sử cứu độ của dân Thiên Chúa, được góp cái phần của mình vào để làm nên lịch sử cứu độ. Cho dù chúng tôi có là giám mục hay linh mục hay tu sĩ chăng nữa thì cũng chẳng hơn gì anh chị em ở cái chỗ là chúng tôi cũng là con người bình thường thôi, cha mẹ sinh ra cũng bình thường thôi. Chúng tôi được trao cho một nhiệm vụ trong cái lịch sử này là bởi vì Chúa đã biết trước, Chúa kêu gọi và Chúa chọn, cũng như Đức Mẹ vậy. Và tất cả anh chị em, tất cả mỗi người chúng ta đây, chúng ta có thể là những con người rất là bình thường và thậm chí là tầm thường nữa, thậm chí là tội lỗi nữa, thậm chí là có thể nói những một số anh chị em vẫn nói là con là đạo mới, con là gốc dân ngoại, con mới rửa tội. Dù gì là chăng nữa, tất cả chúng ta đã được Chúa biết trước, Chúa kêu gọi, Chúa thánh hóa, Chúa công chính hóa và mời gọi chúng ta góp cái phần của mình vào trong công trình cứu độ. Chúng ta sinh ra ở đời này đâu có phải là do chuyện ngẫu nhiên, đâu có phải vì ba chúng ta lấy má chúng ta rồi tình cờ rồi sinh ra chúng ta. Không phải vậy. Đâu có phải là ông này lấy bà này thì sinh ra ông A, rồi ông này lấy bà này sinh ra ông B, một cái chuyện tình cờ. Không phải. Tất cả mỗi người chúng ta có mặt trên cõi đời này, dù chúng ta là gì chăng nữa thì cũng là vì Chúa muốn có chúng ta. Chúa muốn có chúng ta, Chúa tạo dựng nên chúng ta, Chúa kêu gọi chúng ta vào sự sống, vào cái cuộc đời này, và Chúa trao phó cho chúng ta mỗi người một công việc chu toàn trong cái lịch sử cứu độ này. Chúng ta mỗi người là một mắt xích quan trọng trong cái bản Gia Phả, bắt đầu từ ông Abraham cho tới Thánh Giuse và cho tới chúng ta ngày hôm nay. Tất cả chúng ta làm nên lịch sử của dân Thiên Chúa. Thế chị em không có phải tầm thường đâu. Đó là một đặc ân Chúa ban cho chúng ta, một cái ơn gọi cao cả mà Chúa đã trao cho chúng ta. Và anh chị em thấy chính Đức Mẹ Maria cũng thế thôi. Sở dĩ Đức Mẹ kêu gọi, được kêu gọi, sở dĩ Đức Mẹ được cho sinh ra đời không phải vì Đức Mẹ mà vì Chúa Giêsu. Vì có Giêsu nên mới có Đức Mẹ. Thiên Chúa kêu gọi Đức Mẹ, tuyển chọn Đức Mẹ, cho Đức Mẹ được những hồng ân đặc biệt là vì Chúa Giêsu để làm mẹ của đấng cứu thế sau này sẽ sinh ra. Và vì Đức Mẹ ý thức được cái hồng ân cao cả đó, cho nên Đức Mẹ luôn luôn gắn bó với con của mình, lắng nghe lời con của mình, thực hiện những điều con của mình dạy, sống chết với con của mình, theo bước con của mình tới tận chân cây thánh giá. Và sau khi con của mình sống lại rồi, Đức Mẹ vẫn tiếp tục thi hành cái sứ mạng của mình ở trong hội thánh đối với mỗi người chúng ta. Thưa anh chị em, chúng ta hiểu như thế thì chúng ta đáp lại bằng cách chúng ta nhiệt tình tham gia thực hiện cái ý định của Thiên Chúa, thực hiện cái chương trình, cái lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa góp cái phần của mình vào. Cũng như Đức Mẹ, anh chị em ở đây hôm nay, tất cả chúng ta quy tụ lại dưới bóng cờ của Đức Mẹ. Có thể chúng ta hình dung như là một đạo quân. Nghe nói tới Lê Dưa một đạo quân thì nhiều người sợ lắm. Có thể có những người hỏi đạo quân là có bao nhiêu súng, có bao nhiêu xe tăng, có bao nhiêu tướng tá. Hiểu theo cái nghĩa đời, nghĩa trần gian, nghĩa thế tục là như thế. Nhưng mà chúng ta được hiểu là một đạo quân thiêng liêng, một cái gia đình của Thiên Chúa để làm nên cái lịch sử cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta là những người chiến sĩ, không phải đi chiến đấu bằng súng đạn, tham gia chính trị, cho bằng là chúng ta là những người chiến đấu với cái quyền lực của sự dữ, với ma quỷ, với Satan để làm cho triều đại Chúa mau tới. Cho nên tất cả chúng ta được mời gọi để sống ơn gọi của mình. Legio Maria này đã được thành lập từ khi bắt đầu trong giáo hội ý thức về cái vai trò
và phẩm giá của người giáo dân, của người tín hữu. Và cái việc tông đồ giáo dân sau này đã được Công đồng Vatican thứ hai chuẩn nhận, được đề cao, và chúng ta ngày hôm nay đang thực hiện cái ơn gọi của mình là một người tông đồ giáo dân. Trước năm 1975, để tôi nhớ, khi đó tôi tu ở tiểu chủng viện trong cái mái nhà này từ năm 62 cho tới năm 70, thì lúc đó tất cả các chúng sinh được mời gọi để làm hội viên tán trợ, đọc kinh cầu nguyện. Và khi các chúng sinh sang tới trường lớn, tức là đại chủng viện, thì cha linh giám của anh chị em đây, cha Nguyễn Đình Thục đây, thì không biết ngài có tham gia không, mà tôi nghĩ là có. Mà khi sang tới bên đại chủng viện thì các thầy đại chủng viện được mời gọi để tham gia, để trở thành hội viên hoạt động. Và cứ chiều thứ năm, chiều thứ nhật thì các thầy đi làm việc tông đồ, đi vào các bệnh viện, đi vào nhà tù Chí Hòa, đi vào các khu lao động rất là nhiều. Cho nên trước năm 75 thì tất cả, hầu như là rất là nhiều linh mục đã tham gia trở thành hội viên hoạt động của Legio Maria. Rồi sau này vì cái hoàn cảnh nó hơi đặc biệt cho nên không có hoạt động Legio nữa, nhưng mà cái tinh thần Legio vẫn được tiếp tục cách này hay cách khác. Thưa anh chị em, tôi muốn gợi lại như thế để cho thấy rằng cái phong trào Legio Maria là phong trào tông đồ giáo dân được giáo hội đề cao. Đề cao là bởi vì khám phá ra trong đấy một cái phương pháp hoạt động tông đồ hữu hiệu. Cho nên tất cả chúng ta được mời gọi, được sinh ra ở đời này không phải để sống cho chúng ta mà thôi, không phải chỉ lo kiếm miếng cơm manh áo để chúng ta xây nhà xây cửa, để chúng ta tạo lập sự nghiệp mà thôi. Chúng ta có mặt trên cõi đời này bởi vì Chúa muốn trao cho chúng ta một cái sứ vụ, sứ vụ làm việc tông đồ trong môi trường của mình. Và chính vì thế chúng ta hãy noi gương Đức Mẹ, bắt chước Đức Mẹ để chúng ta tham gia cách nhiệt tình hơn. Có những người thì rất là thụ động, có khi là không chịu làm việc tông đồ, có khi là thấy người khác đi thì mình cũng đi mà không hiểu mình đi để làm cái gì nữa. Nó không có sự hứng khởi, sự nhiệt tình từ trong lòng của mình để tham gia vào cái lịch sử cứu độ này. Rồi cũng có khi là cũng có những người hoạt động vì những động cơ nó không trong sáng. Anh chị em khi đi làm việc tông đồ hãy noi gương tinh thần của Đức Mẹ. Cái câu chuyện Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth anh chị em đã thuộc và đã biết cả rồi, đã suy gẫm nhiều rồi. Chúng ta bắt chước Đức Mẹ đi làm việc tông đồ. Thứ nhất là một cách vội vã, vui vẻ, hối hả lên đường như Đức Mẹ, như ngày xưa Đức Mẹ đã đi thăm bà Elizabeth. Đức Mẹ được thúc đẩy bởi vì cái động lực ở bên trong, cho nên lên đường cách vui vẻ, vội vã, hăng say, nhiệt tình để đi làm việc tông đồ. Và khi Đức Mẹ đi như thế thì Đức Mẹ đi có Chúa ở trong lòng, Đức Mẹ đầy Chúa ở trong lòng, vì Đức Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu trong lòng. Cho nên chính Chúa Giêsu là động lực thúc đẩy để Đức Mẹ có được cái sự hăng say, vui vẻ, vội vã mà lên đường. Chúng ta muốn đến với các gia đình, chúng ta phải có đầy Chúa ở trong mình, đầy lời Chúa, đầy sự hiện diện của Chúa, đầy ơn thánh của Chúa. Tại làm sao chúng ta làm việc tông đồ ít kết quả hay là không có kết quả? Chúng ta có thể đổ tội cho hoàn cảnh thế này thế khác, nhưng mà cái câu hỏi đầu tiên chúng ta phải đặt ra là chúng ta có Chúa trong lòng không? Chúng ta có đầy Chúa không? Miệng lưỡi chúng ta, tâm hồn chúng ta có đầy Chúa không? Chúng ta không đầy Chúa thì làm sao chúng ta có thể tuôn trào Chúa cho anh chị em chúng ta được? Một trong những nét đặc thù trong phương pháp hoạt động của Legio là anh chị em đi thăm viếng các gia đình. Thăm viếng các gia đình thì chúng ta phải có Chúa trong lòng. Chúng ta có thể bắt chước Đức Mẹ không làm gì nhiều. Đức Mẹ đến chẳng qua chỉ là để giúp đỡ cho người chị họ của mình thôi.
Nhưng mà bất cứ những công việc của Đức Mẹ làm, dù to dù bé, là công việc làm trong Chúa, công việc làm bởi Chúa. Và từ cái chỗ là có Chúa trong lòng, bởi Chúa, trong Chúa như vậy, cho nên từ những công việc nhỏ bé đã phát sinh trổ sinh hoa trái. Một cái lời chào, nó cũng chỉ là một cái lời chào bình thường thôi, nhưng mà đó là một lời chào có Chúa, đầy Chúa. Cho nên cái lời chào của Đức Mẹ đã là cái cơ hội tốt để cho Chúa thực hiện cái cuộc biến đổi lạ lùng. Ông Gioan trẻ nằm trong bụng bà Elizabeth đã phải nhảy mừng lên. Làm sao một lời chào có thể thực hiện được điều đó? Bởi vì đó là do tác động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta suy gẫm về một cái câu chuyện điển hình trong cuộc đời của Đức Mẹ, để ngày hôm nay khi chúng ta mừng kỷ niệm 100 năm, chúng ta xin Đức Mẹ giúp chúng ta khơi dậy cái tinh thần tông đồ. Tôi không biết con số, tổng số của các hội viên Lê-rô trong tổng giáo phận này bao nhiêu. Không cần mở sổ, nói đại khái thôi. Mấy ngàn? 5.500. Hoạt động đấy, 5.500 hoạt động, cộng với bao nhiêu người tán trợ nữa, chúng ta sẽ làm được cái sức mạnh lớn. Hàng ngày 5.500 người chia đôi đi, 2 người 1, tức là thành 2.500 nhóm, 2.500 cuộc viếng thăm ở trong các gia đình tại giáo phận của chúng ta. Nếu anh chị em đi với Chúa, trong Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ tạo nên cái kết quả tốt. Anh chị em được mời gọi không phải chỉ là để làm công việc dễ dàng, đi làm việc tông đồ, đi thăm viếng các gia đình. Một trong những nét đặc trưng của Lê Dô là gì? Tìm chỗ nào khó mà làm. Đi thăm viếng các gia đình, đừng có chỉ vào những nhà người quen, vào bà con, chỗ nào quen biết và uống nước trà, rồi tán gẫu lúc phải về, ghi sổ công tác, đi thăm gia đình nửa tiếng. Cái điều đó là điều thường xuyên xảy ra ở trong các nhóm hoạt động. Đi vào những chỗ dễ, đi vào những chỗ không cần, đi vào những chỗ mình không phải vất vả, đi để lấy thành tích, để ghi sổ. Thưa anh chị em, như vậy thì làm sao chúng ta có được kết quả tông đồ và truyền giáo? Chúa sai anh chị em đến những chỗ khó. Và nghe theo lời của Đức Thánh Cha Francisco là anh chị em phải hướng ngoại, phải đi ra ngoại biên, đi thăm các gia đình, thăm những người anh chị em chúng ta, mà gia đình nào, người nào, thưa, đó là những người đang gặp khó khăn. Khó khăn trong tâm hồn, khó khăn trong thể xác, những con người bị lầm đường lạc lối, những người ốm đau bệnh tật, những gia đình đang gặp rối rắm, những gia đình chưa biết Chúa, can đảm mạnh mẽ mà vào. Trong môi trường thành phố này chắc chắn là khó hơn thôn quê, nhưng với Đức Mẹ, với Chúa Thánh Thần, chúng ta khám phá ra những nẻo đường mới lạ để anh chị em hăng say nhiệt tình hơn. Rồi hãy can đảm đến với những người đang cần sự hiện diện của Chúa. Và khi chúng ta đến với Chúa, đến trong Chúa, đến với một tâm hồn đầy Chúa, lời nói của chúng ta đầy Chúa, đầy chất phúc âm, thì anh chị em làm công việc nhỏ bé thôi, một lời chào hỏi thôi, Chúa sẽ tác động trong tâm hồn của những người mà chúng ta thăm viếng, và chắc chắn sẽ có kết quả ngoài sự mong đợi của chúng ta. Thưa anh chị em, ước gì ngày lễ hôm nay tất cả mỗi người chúng ta khám phá ra cái chỗ đứng của mình trong cái lịch sử cứu độ. Chúng ta thấy được cái mắt xích của mình trong cái chuỗi lịch sử cứu độ đó. Và Chúa muốn dùng chúng ta để làm nên lịch sử cứu độ. Chúng ta tin tưởng và xác tín về sứ mệnh của mình, không mặc cảm, không ì ạch, không thụ động, không trì trệ. Như vậy mới gọi là một người tông đồ của Chúa. Chúng ta hãy chấm dứt tất bệnh thành tích, bệnh ghi sổ, bệnh ghi báo cáo công tác mà không có sức sống.
không có một động lực, không có một cái sức sống của Chúa để đem đến cho anh chị em chúng ta những cuộc thăm viếng nhạt nhẽo, những cuộc thăm viếng chiếu lệ, không sinh ích lợi gì hết. Với Chúa, Chúa sẽ thúc đẩy chúng ta đi cùng với Đức Mẹ. Ước gì ngày hôm nay chúng ta lắng nghe lời Chúa để ý thức về cái sứ mạng của mình, và xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em, cho sứ vụ của anh chị em, cho công cuộc hoạt động tông đồ của anh chị em nơi cái môi trường xung quanh chúng ta. Amen. Anh chị em thân mến, ngày sinh nhật của mẹ là một niềm vui mừng phấn khởi cho toàn thể giáo hội công giáo. Trong niềm vui mừng sinh nhật của mẹ, chúng ta cùng hân hoan mừng lễ tạ ơn bế mạc năm hồng phúc 100 năm Jesus Maria. Với tình con thảo, chúng ta cảm tạ tình thương bao la của Thiên Chúa và tha thiết cầu xin. Hội Thánh là hiện thân của Chúa Cứu Thế, con Đức Mẹ ở trần gian. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho Đức Thánh Cha Francisco, Đức Tổng Giám mục Giuse và các vị chủ chân trong Hội Thánh được dồi dào ơn Thánh Chúa và biết can đảm dấn thân loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho mọi người, quyết không chùn bước trước nghịch cảnh xảy ra trong cuộc sống. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa làm đời chúng con. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Mừng sinh nhật Đức Mẹ cũng là ngày thành lập Lexio Mariae. Chúng ta nhớ đến đấng sáng lập là tôi tớ Chúa Phan Đức, và hoa trái của Lexio Mariae là tôi tớ Chúa Alphi Lambert và đứng đáng kính Eden Queen. Nhờ đức tin can đảm và sáng ngời của các ngài, xin Mẹ cầu bầu, nếu đẹp lòng Chúa, xin ban cho cuộc đời thánh thiện của các ngài được giáo hội công nhận để làm vinh danh Chúa. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa làm đời chúng con. Cầu cho các vị chủ chăn, các vị linh giám, các anh chị ủy viên và hội viên các cấp đã qua đời. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa ân thưởng phúc trường sinh cho các vị chủ chăn, các vị linh giám, các anh chị ủy viên và hội viên các cấp trong hệ thống Lexio Mariae Việt Nam đã qua đời. Chính nhờ lòng yêu mến Đức Mẹ, hy sinh tận tụy suốt cuộc đời cho hội đoàn, mà Lexio Mariae Việt Nam chúng ta mới được tồn tại đến ngày hôm nay. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho các hội viên Lexio Mariae trên khắp thế giới. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, chúng ta dâng lên Chúa từng anh chị em hội viên Lexio Mariae trên khắp thế giới. Xin cho tất cả được noi gương đấng sáng lập, trở nên thánh thiện bằng con đường cầu nguyện và dưới sự lãnh đạo của giáo quyền, tích cực cộng tác vào hành động của Đức Mẹ Maria và của Hội Thánh, để mỗi hội viên trở thành chiến sĩ kiên cường, hăng say hoạt động tông đồ cùng với Mẹ để làm vinh danh Chúa hơn và đem lại niềm an vui hạnh phúc cho tha nhân. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu,
Thiên Chúa Ba Ngôi, xin nhầm lời chúng con cầu nguyện. Xin cho chúng con biết noi gương bắt chước các nhân đức của Đức Mẹ, để cuộc đời chúng con trở nên dụng cụ của lòng thương xót của Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, con một Chúa đã hết tình yêu thương nhân loại, ước gì người ban ơn trợ giúp chúng con. Xưa khi người Giáng sinh, Đức Đồng Trinh của Thánh Mẫu đã không vì thế mà bị tổn thương, nhưng đã được thánh hiến. Nay ước gì con một Chúa cũng giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và làm cho chúng con trở thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ sinh nhật của Đức Maria Diễm Phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và tung hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiếu rải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các thần xuất mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa, xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm Đức. Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận chúng con, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục phụ tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa,
Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa và Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Được chiên Thiên Chúa, đời đông xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi theo niềm tin mới. Con đây như thấy nương thần, vì Chúa đã nói thương cho con. Rồi con nghe thân thân Chúa đã đến thay mua con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, chẳng gieo tin vui cho muôn người. Ngày đây Chúa ơi, con nguyện dân cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim đóng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân được trời. Hoàn đến con say sưa với hát này, tình yêu cho con luôn sống sâu. Con hân hoan bước trên đường, học phúc ban nga xanh đồi núi. Để tìm lại những tình thương, quá khứ đều vui trong thân lòng. Cho quên đi những sâu
Xin kính mời Đức Tổng, xin kính mời Đức Tổng Giám mục, quý cha, quý cộng đàn an toàn, đã ghi dấu ấn ngày cử hành thánh lễ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh tìm được sức mạnh trong thánh lễ chúng con đang cử hành. Xin cho chúng con cũng tìm được niềm vui trong ngày mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, chính người đã đem đến cho nhân loại niềm hy vọng và ơn cứu độ là Đức Giêsu Kitô, đấng hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Con xin kính mời Đức Tổng Giám mục, quý cha, quý cộng đoàn an toàn, để ghi dấu ấn ngày cử hành thánh lễ tạ ơn bế mạc năm hồng phúc 100 năm Lezo Maria toàn thế giới. Chúng con trân trọng kính mời cha Anton Nguyễn Đình Thục, linh giám Hội đồng Senatus Việt Nam, dâng lời cảm tạ Đức Tổng và quý cha đồng tế. Con xin kính mời cha. Xin phép cộng đoàn trước khi ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng Giám mục, tất cả mọi người chúng ta vỗ tròn vỗ tay rất to, rất dài để mừng 13 năm Đức Tổng của chúng ta thủ phong giám mục tại nhà thờ đá Bách Việt. Xin cảm ơn cộng đoàn. Trong kính Đức Tổng giám mục, kính thưa quý cha linh giám các cấp, nhất là các giáo phận vàng. Hôm nay thì anh chị em Lezio Maria của chúng con rất là vui mừng tạ ơn Chúa đã cho Hiệp hội Tông đồ Giáo dân này hiện diện trên thế giới trên 100 năm, từ mùng 7 tháng 9 1921 và tại Việt Nam gần tròn 75 năm 26 tháng 10 1947. Chúng con càng rất là vui mừng khi Đức Cha ban phép cho chúng con được tổ chức cái ngày lễ này và đã nhận chủ lễ, chủ sự thánh lễ đặc biệt hôm nay cùng với quý cha đồng tế để chia vui, để an ủi, để động viên và chúc lành cho đoàn thể chúng con. Và cũng nhân dịp này, Đức Cha đã muốn gửi gắm một số tâm tình nhắc nhở chúng con. Chúng con thấy rằng rất là thiết thực. Chúng con xin cảm ơn Đức Cha. Thế thì khởi điểm là một cái cha xứ linh giám cùng với chỉ có 4 hội viên. Chưa chắc đã biết gì về Lezio là bao nhiêu, cho đến hôm nay sau 3/4 thế kỷ đã phủ sóng trong khắp 27 giáo phận
của Giáo hội Việt Nam và đã vươn tay đến cả hai nước láng giềng là Lào và Campuchia. Hiệp hội Tông đồ Giáo dân này đã góp phần nhỏ bé của mình cho Giáo hội Việt Nam cùng với các hiệp hội khác. Được như thế thì cùng với ơn Chúa qua lời triển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, đó là cái sự quan tâm, ưu ái của các giám mục, các linh mục, kể cả các nam nữ tu sĩ đã nhận làm linh giám cho chúng con. Thay mặt và thay lời cho Legio Maria Việt Nam, chúng con xin chân thành cảm ơn sự hiện diện, những lời cầu nguyện, những sự chúc lành của Đức Cha, của Quý Cha trong thánh lễ tạ ơn đặc biệt hôm nay. Xin Chúa nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria chúc lành cho Đức Cha và Quý Cha. Con xin trân trọng kính chào. Và sau đây em xin mời chị trưởng Senatus thay mặt ban tổ chức có đôi lời cảm ơn. Xin mời chị. Trọng kính Đức Tổng Giám Mục, kính thưa quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý khách cùng toàn thể anh chị Legio thân mến. Legio Maria, đạo binh Đức Mẹ được thành lập tại nước Ái Nhĩ Lan do tôi tớ Chúa Prong Đốc vào ngày 7 tháng 9, 1921. Tới năm 1928, Legio Maria xuất bản lần đầu tiên quyển thủ bản nhằm hướng dẫn các hội viên trong việc hội họp, thi hành công tác tông đồ và vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay. Kể từ ngày ấy, Legio Maria luôn nhận được sự khích lệ từ các đức giáo hoàng liên tiếp, cũng như từ một số cơ quan của tòa thánh. Ngày 25 tháng 3 năm 2014, Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân công nhận Legio Maria đạo binh Đức Mẹ là một hiệp hội riêng biệt mang tầm quốc tế dành cho giáo dân, có tư cách pháp lý phù hợp với các quy tắc hiện hành và với các điều khoản của giáo luật số 298 đến 311 và 321 đến 329. Ngày nay, Legio Maria vẫn trên đà phát triển và hiện có 3 triệu hội viên hoạt động và 20 triệu hội viên tán trợ tại 170 quốc gia trên toàn thế giới. Để tiếp tục trung tín sống theo các nguyên tắc, khi thành lập Legio Maria, được mời gọi qua các hội viên của mình diễn tả nét đặc trưng của hội bằng việc luôn luôn trung thành cầu nguyện với Đức Maria và Chúa Thánh Thần, sống ngay chính trong đời sống cá nhân, luôn trung thành với giáo huấn của giáo hội và các mục tử, làm chứng cách đơn sơ ngay thẳng cho Chúa Kitô trong đời sống hàng ngày, chỉ với mục đích làm vinh danh Chúa hơn và cứu rỗi các linh hồn. Giáo hội Việt Nam được vinh dự tiếp nhận tổ chức Legio Maria lần đầu tiên tại nhà thờ Hàm Long, Hà Nội, dưới thời cha sở Giuse Maria Trịnh Như Khuê, sau này là vị Hồng Y Tiên Khởi Tổng Giám mục Hà Nội, vào ngày 26 tháng 10 năm 1947, đến nay là được 75 năm. Từ khởi điểm này, Legio Maria đồng hành với Giáo hội Công giáo Việt Nam. Legio Maria Việt Nam cũng đã trải qua nhiều thăng trầm, có lúc tưởng chừng như không còn hoạt động được nữa. Nhưng nhờ có mẹ Maria luôn đồng hành, nhờ sự trợ giúp của ơn Chúa, cùng với sự hướng dẫn đầy yêu thương của giáo quyền khắp nơi, nên tổ chức Legio Maria vẫn tồn tại được cho đến ngày hôm nay. Và hiện nay, Legio Maria đã có mặt trên khắp 27 giáo phận, với tổng số 74.332 hội viên hoạt động và 98.374 hội viên tán trợ. Mỗi hội viên là một người giáo dân có ý thức trách nhiệm hiệp hành với hàng giáo phẩm, chấn chỉnh lòng đạo đức, thăng tiến đời sống nội tâm, thực hành bổn phận của một Kitô hữu, quan tâm giáo dục con cái, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, đến tình phường nghĩa phố, tạo bầu không khí đoàn kết,
yêu thương, nâng đỡ nhau trong cuộc sống, tối lửa tắt đèn. Trọng kính Đức Tổng Giám Mục và quý cha đồng tế hiện diện trong thánh lễ ngày hôm nay, con xin giới thiệu có sự hiện diện của đại diện các anh chị ủy viên và hội viên trong 10 giáo phận thuộc giáo tỉnh Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, tại giáo phận Sài Gòn có 5.229 hội viên hoạt động và 16.485 hội viên tán trợ. Với niềm hân hoan phấn khởi trong ngày lễ tạ ơn hôm nay, chúng con xin dâng lời cảm tạ tri ân. Đức Tổng Giám Mục Giuse đã vui lòng nhận lời và đến chủ sự thánh lễ, đã giúp cho buổi lễ thật long trọng và thánh thiêng. Cảm tạ quý cha đồng tế, có những cha từ các nơi xa xôi cũng về hiệp dân thánh lễ, giúp buổi lễ thêm phần sốt sắng. Xin cảm ơn cha giám đốc và cha quản lý trung tâm mục vụ đã vui lòng chấp thuận và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng con được tổ chức tại trung tâm ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý tu sĩ, quý khách và quý anh chị Lêrô Marie đã đáp gọi lời mời về dự đông đảo, giúp buổi lễ được đầy đủ ý nghĩa. Xin cảm ơn ban truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn đã truyền tải thánh lễ trực tuyến ngày hôm nay. Xin cảm ơn ca đoàn Thánh Giuse đã giúp tiếng hát tạo bầu khí tăng thêm phần cầu nguyện thật sốt sắng. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị đã hy sinh dành thời giờ với trách nhiệm cao, cộng tác với ban tổ chức, giúp cho buổi lễ được thành công tốt đẹp. Sau cùng, chúng con chân thành tri ân quý Đức Tổng Giám Mục, quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý anh chị ủy viên, hội viên các cấp đang ngày đêm âm thầm giúp cho tổ chức Lêrô Marie Việt Nam được phát triển, tồn tại và bền vững. Giờ đây, chúng con xin được dâng lên Đức Tổng Giám Mục Giuse bó hoa tươi thắm tượng trưng cho lòng hiếu thảo của hội đoàn Lêrô Marie chúng con. Xin Đức Tổng vui lòng đón nhận. Sau thánh lễ, chúng con trân trọng kính mời Đức Tổng Giám Mục, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý khách mời cùng quý anh chị hiện diện vui lòng ở lại cùng chung vui với chúng con trong buổi tiệc liên hoan tại đại sảnh trung tâm mục vụ. Chúng con chân thành cảm tạ tri ân. Con xin Đức Tổng có đôi lời hướng từ dành cho chúng con. Lúc nãy trong bài giảng tôi nói hết rồi. Tôi điều đầu tiên là xin hợp ý với tất cả quý cha và anh chị em tạ ơn Chúa đã khơi sáng, thúc đẩy và gìn giữ Hiệp hội Liên Giáo Maria trong suốt 100 năm vừa qua và cách riêng 75 năm tại giáo phận, các giáo phận tại Việt Nam chúng ta. 100 năm biết bao nhiêu ơn Chúa ban cho, và nhiệm vụ của chúng ta khi mừng năm thánh thì không phải là để kiếm ơn toàn xá, không phải. Đó là một cái dịp để khơi dậy cái động lực nơi chúng ta, khơi dậy cái sức sống nơi chúng ta. 100 năm dừng lại, nhìn về phía đằng sau xem mình làm được cái gì, và bây giờ nhìn tới phía trước chúng ta sẽ làm cái gì. Mừng năm thánh là cái dịp để canh tân, để đổi mới, để tìm một cái đà mới, nhảy tiếp 100 năm nữa hay là 75 năm nữa. Khi mà được nghe con số của anh chị em báo cáo đó thì tôi thấy là hơn 5.000 hội viên hoạt động, đó là điều rất đáng mừng đó. Hôm nay tôi nhìn vào đây thì đại diện thôi, nhưng mà thành phần của anh chị em đây thì cũng là những người lớn tuổi, cao niên hoặc là trung niên, thành phần trẻ là hơi ít đó, ít. Và nhiều địa phận đó thì là nó còn các hội viên còn rệu rạo hơn nữa kìa. Rệu rạo có hiểu không?
bước đi không nổi, khiến người ta có cảm tưởng là Lejio Maria là hội của những người già, của những người thất nghiệp, của những người không biết làm gì nữa, thì vào Lejio đọc kinh cầu nguyện vậy thôi. Và như tôi nói là ngày Chủ nhật đi thăm mấy gia đình quen quen, uống nước chè lúc rồi về. Cái thực trạng đó nó có, thưa anh chị em. Chúng ta phải làm sao để khơi dậy 100 năm là để tăng thêm cái sức sống cho cái hiệp hội này. Cho nên chúng ta phải làm sao? Đó. Chúng ta tìm thêm các hội viên trẻ nữa để thêm sự hăng hái, sự nhiệt tình. Các ông, các bà lớn tuổi nhiều khi nhiệt tình cũng có đấy, nhưng mà tự nhiên là thấy sức khỏe nó cũng chậm lại. Tôi thú thật với anh chị em, tôi cũng cảm thấy điều đó rất là rõ. Cách đây 10 năm nó khác và bây giờ nó khác rồi. Đó. Cái sức khỏe nó quan trọng lắm. Đó. Cái tuổi già làm cho mình chậm lại. Cho nên chúng ta ước gì có thành viên trẻ tham gia làm hội viên. Rồi dĩ nhiên là những người trẻ vào thì cũng chúng ta cùng nhau tiến bước. Đó. Và người trẻ thì đôi khi hăng say, nhiệt tình. Có một cái điều là chúng ta cứ đôi khi cứ sợ là những người trẻ vào rồi chúng ta cứ canh chừng, rồi sợ họ làm sai, thủ bản, vân vân. Hôm tuần huấn vừa rồi tôi mới nói với các cha và để tôi sẽ có những điều tôi nhắc nhở Lejio Maria, thì không biết là cái tin đó nó đồn ra ngoài làm sao không biết đó. Cho nên là tuần vừa rồi có người gửi cho tôi một cái bản tin là Lejio Maria là muôn đời muôn kiếp không thể thay đổi được, trận trước rồi. Nhắc nhở đức cha đừng có đổi. Trận trước rồi đó. Trích lại một cái bài của ông Frank Duff đó, đó là bạn muốn đổi gì thì đổi, nhưng mà hễ mà đổi thì không còn là Lejio Maria nữa. Thế anh chị em, chúng ta đừng có quá lo chuyện đấy. Đức Giáo Hoàng Francisco cũng nhắc nhở tất cả giáo hội rồi, đừng có lo cái mục vụ bảo tồn, gìn giữ kỹ quá. Ngài bảo tung ra mà đi đi, cứ ở nhà mới lo bảo tồn thôi. Đấy. Ngài nói là phải thay đổi đi, phải hoán cải đi, từ một cái mục vụ bảo tồn sang một cái mục vụ năng động dấn thân để mà truyền giáo. Mà Ngài nói trong tôn huấn của Ngài đấy. Thì chúng ta đừng có sợ là phải thay đổi gì hết. Tôi không chủ trương làm cách mạng đâu. Đừng có lo Đức Cha đổi, Đức Cha làm cách mạng, tôi không đổi đâu. Nhưng mà đôi khi vậy đó, là chúng ta có những lúc đó chúng ta đóng cái vai trò cảnh sát nhân dân, mình canh chừng. Và cứ lo canh chừng, lo bảo tồn, lo giữ thủ bản, lo cái nề nếp, rồi không đi được nữa. Không đi được nữa, không dám dấn thân, không dám liều mạng nữa. Đức Giáo Hoàng bảo, tôi thà tôi thấy một giáo hội lấm láp, trầy chùa, thương tích, mà dám đi ra đường còn hơn ở nhà ngồi yên đó. Đức Giáo Hoàng nói vậy. Ngài bảo thà tôi thấy là anh chị em cứ ra đường đi, thương tích trầy thụa máu me hết, ở ngoài kia bao nhiêu người đang cần tới chúng ta này, ra ngoài đó đi còn hơn là ở nhà đẹp rồi thì mát mẻ, rồi cái cứ bảo vệ cái mà chúng ta đang có. Ngài nói trong tông huấn loan báo tin mừng, niềm vui tin mừng. Tôi nói như vậy để nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta thiếu cái sự nhiệt tình, thiếu sự hăng say. Chúng ta cứ dừng lại với những cái thói quen của chúng ta thôi. Đó. Cũng đi thăm các gia đình, đó. Cũng đi làm công tác đấy, nhưng mà đôi khi là làm theo hình thức thôi. Hình thức để báo cáo, đó. Báo cáo công tác hàng tuần. Đó. Thưa chị em, tôi đã được đọc những bản báo cáo của những cái Commissum Lejio khác. Tôi thấy báo cáo này, trong một năm á, tôi quên chính xác rồi, đại khái thế này, là ví dụ là đi thăm các gia đình công giáo 10.000 giờ, đi thăm những gia đình bên lương, gia đình rối, gia đình loại kia 3.000 giờ. Tôi bảo hay nhỉ, anh chị em là Lejio được chú tung đi ra bên ngoài cơ mà, cứ đi vào mấy gia đình đạo đức đi thăm, không cần. Phải đảo ngược lại, đi thăm những gia đình công giáo, gia đình đạo đức, những gia đình bình thường 3.000 giờ thôi, 10.000 giờ đi ra ngoài.
Đấy, anh chị em về thử xem lại các cái giờ công tác của mình xem nó có đúng như vậy không. Chúng ta cứ thu vào thôi, chúng ta hướng ra bên ngoài đó. Mà trong thủ bản anh chị em có đó, cái đổi là không phải là đổi thay đổi cái thủ bản, chúng ta đổi cái cách sinh hoạt, đổi cái cách sống của chúng ta, cái cách làm việc tông đồ của chúng ta. Có thủ bản đó đi thăm gia đình rối, thăm những người khó khăn tâm hồn thể xác. Tôi không dám gọi là những người tội lỗi, ai dám kết án họ tội lỗi mà gặp khó khăn, bao nhiêu gia đình chưa biết Chúa, bao nhiêu gia đình thế này thế kia, bao nhiêu bệnh nhân, đi thăm đi, liều mạng mà đi đi. Đấy, đó là cái chúng ta phải đổi. Ước gì tất cả anh chị em ở đây, chúng ta làm con số đông lắm, cái chúng ta thiếu là thiếu sự nhiệt thành, thiếu sự dấn thân, thiếu tinh thần tông đồ. Chúng ta dễ mắc cái bệnh hình thức, cái bệnh là con số, rồi cái bệnh là bảo thủ. Không, tôi vẫn nói với các cha, để các cha tĩnh tâm. Nhiều lần cũng nói là chính anh chị em Lê Dô này là những người đã đóng góp rất là lớn trong vấn đề giúp đỡ cho các việc anh chị em dự tổng được biết Chúa, được rửa tội, đưa các người gặp khó khăn đến với Chúa. Anh chị em làm được nhiều lắm, và chúng ta hãy tiếp tục làm công việc đấy. Chúng ta đã làm được trong quá khứ rồi, bây giờ tiếp tục làm công việc đấy. Đổi mới cái hoạt động tông đồ của chúng ta đi. Không phải là đổi mới cái thủ bản, mà đổi mới cái tâm hồn của mình, đổi mới cái lòng của mình này, đổi mới cái thói quen của mình, đổi mới cái sự ngại ngùng của mình này. Đấy, đó là điều cần thiết, thưa anh chị em. Ước gì sang năm, giả sử tôi có được đọc báo cáo, thì tôi sẽ thấy báo cáo là đi thăm những gia đình ở bên ngoài, đi theo hoàng gọi là ngoại vi, ngoại biên, biên cương đó. Đi thăm nó nhiều hơn, còn thăm gia đình công giáo ít thôi, ít thôi thưa anh chị em. Rồi khi chúng ta đến với những gia đình đó, chúng ta phải làm sao? Anh chị em đang ở trong cái bầu không khí học tập, tập luyện để sống tinh thần của một hội thánh hiệp hành. Anh chị em nghe theo cái lời giáo huấn của Đức Giáo Hoàng. Đi thăm người ta thì phải hiệp hành. Hiệp hành là gì? Đến đó gặp gỡ, gặp trực tiếp đó, chứ không phải là nhắn tin. Gặp gỡ tại gia đình họ, rồi lắng nghe. Lắng nghe rồi thì cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau phân định. Điều đó quan trọng lắm. Chúng ta dễ bị cám dỗ là chúng ta đi ban phát ơn lành. Nghĩa là cái gì? Mình nghe một cái mình đã vội vàng, mình cho một lời khuyên rồi. Anh chị em thử nghĩ lại, đúng không? Nghe một cái là mình phán liền thôi. Xin lỗi chị em, đôi khi dạy đời nữa kìa. Tội lỗi thế này thế kia, đưa ra chỉ đạo lên, chỉ đạo khuyên lên. Không, sai, hoàn toàn sai. Chúng ta không hiểu được người ta đâu. Chiều hôm qua tôi mới tiếp một người, tôi nghe xong biết bao nhiêu những sự đau đớn, đau khổ, khổ tâm đó. Tôi nghe xong tôi bảo với nó thế này, bây giờ tôi không biết nói cái gì nữa nhỉ. Bởi vì người ta gặp những cảnh khổ, những khó khăn, những cái không biết giải quyết làm sao. Tôi chỉ nói là thế thôi, tôi hiệp thông, tôi cầu nguyện và xin Chúa soi sáng cho ông bà đó biết việc phải làm. Và tôi cũng xin Chúa soi sáng để thấy được cái gì để tôi nói với ông bà sau thôi. Tôi không dám nói gì hết, bởi vì cái cảnh khổ của ta nó khủng khiếp lắm. Mà mới nghe một cái mà mình đừng có bảo là mình là giám mục này, mình đi khuyên bao nhiêu người, học bao nhiêu, đọc phúc âm bao nhiêu, mình phán liền. Thì anh chị em dội ngay lập tức, phân định, lắng nghe, phân định, tìm xem ý Chúa là cái gì, ý Chúa muốn người ta cái gì. Mình có sự cảm thông, có sự khích lệ, sau từ từ tìm ra ý Chúa không hề dễ. Không hề dễ, đừng có nói mà nghe thế là tìm ra ý Chúa liền đâu, không hề dễ đâu. Phân định, nhé, cầu nguyện, rồi từ từ xin Chúa soi sáng cho biết cách làm cái gì.
Chúng ta cẩn thận đấy. Mình đi thăm người ta và mình không biết nghe, không biết nói, coi chừng là lần sau đến tôi đóng cửa đấy. Hoặc người ta nghe để bỏ ngoài tai, bởi những lời khuyên của mình nó chẳng ăn nhập với cuộc sống của họ hết đó. Anh chị em nhớ nhé, cái Giáo Hoàng nói rồi nhé, hiệp hành đấy nhé, gặp gỡ, lắng nghe, nghe đã, rồi phân định, tìm ý Chúa, rồi chúng ta cầu nguyện với ơn Chúa, rồi xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho họ, để cho họ tìm ra thánh ý Chúa. Đấy, phương pháp tông đồ là như thế đấy. Thôi tôi chỉ xin bổ túc thêm thôi, để anh chị em có dịp, để anh chị em học hỏi thêm, đó, rồi trao đổi thêm, đọc thù bản cũ với tinh thần mới. Cách đổi là đổi cái đấy đấy, đừng có câu đệ. Thù bản cũ là tham gia đình, mà tinh thần mới là tinh thần của Đức Giáo Hoàng, lắng nghe, phân định, đó, áp dụng vào. Chúng ta cầu nguyện để xin Đức Mẹ đồng hành với chúng ta, hướng dẫn chúng ta trên mọi bước đường tông đồ. Xin Chúa làm cho công việc của anh chị em trổ sinh hoa trái. Xin chúc mừng 100 năm đối với anh chị em. Đức Cha đáng kính Giuse Nguyễn Nam, nhờ ơn Thiên Chúa và Tòa Thánh làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, nhân danh Đức Thánh Cha và ban phép lành với ơn toàn xá cho mọi người đang ở đây có lòng ăn năn tội thật, có xưng tội và rước lễ. Vậy anh chị em hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco, cho Đức Tổng Giám mục Giuse và cho Hội Thánh Mẹ chúng ta. Và anh chị em hãy cố gắng sống thánh thiện, tiến bước trong sự hiệp thông hoàn toàn với Hội Thánh. Chúa cùng anh chị em. Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muốn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loại. Xin Ngài đoái thương cho anh chị em nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài. Amen. Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria, nhờ người anh chị em đã đáng lãnh nhận đấng ban sự sống. Amen. Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sắng quy tụ lại đây, xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc là niềm vui thiêng liêng và phần thương trên trời. Amen. Anh chị em hãy cúi đầu nhận phép lành. Nhờ lời cầu bầu của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ sống nào cha chúc tụng Chúa, ta Thank you.
xin Đức Tổng Giám Mục và quý cha nán lại ít phút chụp hình lưu niệm với lại các